Đề nông cho các bác luôn nhá. Đấy, rất nhiều các bác yêu thích đề nông, ra mini của đề nông để về có thể ghép vào những cái cục công suất này, ghép vào với cả những cái cục giải mã của mình ấy. Mình đã có những cái cục giải mã sẵn rồi và mình thiếu loa thì các bác tham khảo ngay đề nông nhá, bởi vì đề nông là một trong những loa nó được coi là chất âm cực kỳ tuyệt vời cho mọi người luôn, bởi vì những đôi loa này thì nó sẽ cân bằng giữa cả bát cả tép cho mọi người, nó không thiên quá nhiều về bát cũng không thiên quá nhiều về tép, nghe nó rất là ấm và chắc nhá. Đây, đôi loa của đế nông đây, căng còn đầy đủ cho mọi người luôn. Đấy, màng bát màu vàng nha các bác nhá, nhìn rất là xuất sắc cho mọi người luôn này. Đấy, màng carbon màu sợi màu vàng luôn, gân cao su, toàn bộ là zin nguyên bản của loa hết, các bác về kiểm tra thoải mái luôn. Đấy, riêng cái gì chứ cái này em xin khẳng định với mọi người luôn, bởi vì loa vừa về em bỏ ra để bán. Đấy, thành vách của đôi này đây, đôi này về thì chắc ở bên kia họ để hoặc là họ sử dụng cũng hơi lâu rồi nên thành vách nó hơi bị bung ra một chút xíu như thế này. Này các anh nhìn nhọn. Đấy, thì về các bác lấy cho em keo 502 mọi người gắn chặt vào thôi. Cái này thì nó chỉ là thành bên cạnh thôi nhá, còn thùng loa các thứ thì nó vẫn là chắc chắn không bị sao cả. Đây, đấy tổng quan của tất cả các thành đây thì chỉ bị có cái thành bên trên thôi. Đấy, còn thành cạnh rồi thành dưới vẫn rất là ok. Đôi này là đôi đề nông có mã là MS3. Công suất là 50W, trở kháng là 6 ohm nhá. Tất cả loa của đến đông thì công suất mặc định của nó là 50W, chỉ có một số dòng đặc biệt hơn thì công suất nó mới bị thay đổi thôi. Còn các bác mua hầu như là nếu mà chung chung bằng bằng nhau thì cả 10 đôi thì cả 10 đôi đều công suất 50W hết. Trở kháng là 6 ohm thì nó là trở kháng trung bình tối thiểu rồi. Đấy, có những loa thì 4 ohm, 4 ohm của mini cũng có 4-5 ohm. Đấy, chứ còn 8 ohm thì ít hơn rất là nhiều. Thì đây là nó sản xuất theo xu hướng là phổ thông, tức là các bác có âm ly nào các bác cũng đều ghép được hết cho em nhé, từ to nhỏ này bất kể loại nào cũng ghép được. Và MS3 là một trong những dòng đời khá là cao, dòng này thì nó sẽ có là MA và MS thì là phiên bản nâng cấp và đời cuối cùng của series M rồi. Đấy, em sẽ đo luôn kích thước chi tiết của đôi loa này cho các anh luôn nhé. Loa ở đây thì loa mini, thế nên là em đã phải nhắc rất là nhiều lần rồi, bởi vì các bác nhìn thì đôi khi em quay nhìn nó to nhưng khi về nhà thì mọi người lại hơi giật mình. Đấy, loa ở đây thì có chiều cao là 27cm này, các anh nhìn rõ không ạ? Chiều ngang của loa ở đây là 15,5, gần 16 rồi. Độ sâu của loa ở đây thì 24. Bát ở đây thì bát 13 cho mọi người nhé, 13,5. Đấy là chuẩn kích thước của đôi loa đề nông MS3. Những đôi như thế này thì bên em bán giá rẻ nhất bao giờ cũng là 1.250.000. Có đợt khuyến mãi thì còn 1.190.000. Đấy, tức là khuyến mãi mấy chục nghìn đấy. Bởi vì những cái dòng này nhập vào rất là cao, nó không như dòng của Onkyo. Onkyo thì nó là một cái thương hiệu khác, cũng như là chất âm của nó thì không thể nào sánh bằng bọn này rồi. Nhưng đôi này thì hôm nay nhà em nó hơi bị rất rất phía đằng sau một chút, thì đôi này em sẽ xả cho các bác giá là 990.000 nhá, 990.000, rất là băn khoăn luôn. Em chỉ có một đôi duy nhất thôi, bởi vì cái đôi này là gọi là thùng nó xấu, thế nên là em mới phải xả ra đấy. Chứ các bác không thể nào mà so sánh được. Sau hôm nay cái video này chẳng hạn anh khách khác anh mua rồi, hôm sau bác lại xem em quay một cái đôi cũng mã MS3, đôi đấy em bán 1.250.000, thì các bác lại bảo là ôi hôm trước nó bán có 990 mà hôm nay nó bán đắt cho tao tận 1.250.000. Thì mọi người xem xét lại cho em cái video nhá, là vì đôi này nó hơi bị nứt ở phía đằng sau thành, thế nên là em xả giá em thanh lý một đôi thôi. Đấy, chứ còn đôi sau mà đẹp thì không bao giờ có cái giá này đâu, thế nên là các bác thông cảm. Chứ mọi người cứ lấy cái video nọ xong lại đắp dồn xong video kia thì thôi em cũng đến ngất thôi. Đấy, nếu bác nào lấy thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại với em là 0966 594 581. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, em nói rõ là em chỉ có một đôi duy nhất về giá này thôi nhá, nên bác nào nhanh tay thì được. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo ạ.